Chào mọi người tới lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ quay cảnh chuyển 2.000 con gà để tách ra làm hai chuồng. Như đây thì đây là số lượng, là cái chuồng này là nó 2.000 con. Thì giờ nó chặt rồi, giờ mình sẽ chuyển qua bên cái chuồng mấy bên kia ha. Thì để cho nó thoải mái, gà lớn lên cho dễ. Rồi, giờ anh em đang tiến hành đi làm nữa. Tắt đèn ha mọi người. Rồi, hiện tại thì đang tiến hành di chuyển ha. Đầu tiên mình sẽ bỏ vô cái sọt như vậy á. Anh Hệ đang vớt vô, bỏ vô. Cái sọt đang vớt vô hả? Rồi, anh Phúc lên ra đây, truyền cho anh Lãm. Rồi anh Lãm vét. Đỡ cây lên, mình ra ngoài đỡ cây. Rồi rồi. Đó, di chuyển qua bên chuồng gà bên kia. Cách đó khoảng 30 mét. Cái này là thuộc dạng là tận dụng cái chuồng ấm hồi xưa. Cái chuồng hồi trước là cái chuồng mé này nó đang còn gà, nên một lòng mình phải vô 2.000 con gà trong cái chuồng nhỏ kia. Thì nay bên chuồng đây nó gà hết rồi. Mình thử khử trùng này nọ rồi mình vô trấu chuồng. Bây giờ tiến hành sang qua đây. Đó. Giờ gà con nó có môi trường vui chơi mới. Qua đây là thấy lạ lẫm liền, chạy nhảy con con liền. Đúng rồi. Đổ cái đường đổ hai bên đổ giữa. Đó. Giữa luôn. Tại hồi nãy mình có cái bạc, có cái bộ mình ngăn ở giữa là 2.000 con, mình đã ngăn là một bên ngăn rồi, nên giờ chỉ cần hóp hết như đó là mình qua là đủ. Đây mọi người. Đó, gà không? Rất là đẹp, rất là bự luôn. Ở cái trạng ngày này mà gà như đây là quá là bự rồi đó. Đạt năng suất rồi đó. Cái này thì cũng là chuyện kỹ thuật cơ bản thôi, như mình gọi là tận dụng cái chuồng ấm để mình chia chuồng ra. Nên làm anh em công hội luôn thôi, cũng phụ qua phụ lại vậy. Một cái sọt vậy thì mình được khoảng mấy chục con, di chuyển khoảng mười mấy chuyến thì mình tổng cộng thì sẽ 1.000 con gà. Ở đây là anh Lam, Lam cũng trong hội gà này, nuôi 5.000 con gà đó, gà số lượng lớn á. Hai đàn gà đang chạy nhảy. Giờ qua đây là không gian thoải mái rộng rãi liền, so với nãy bên kia thì nó giờ nó tương đối chật rồi, so với sự phát triển của con gà này. Đàn này nó nhiêu ngày anh nhớ anh Phúc, gà này 25 ngày mà... 25 ngày này phải được 300 gram á. Đây 300 gram á, 25 ngày đó. Luôn 25 ngày nào luôn ngon nè. Cầm luôn lên, cầm rồi coi rồi lấy nét cho mọi người nhìn rõ nha. Đó. Đường rất là cho chuẩn. Khoảng 300 gram rồi đó. Nó bắt ngẫu nhiên á. Ngẫu nhiên con gà ra mình coi. Thấy rất là đẹp phải không? Gà về là chuẩn rồi đó. Không giờ chuẩn chặt lắm. Này là giống như anh em ở trong hội thì hỗ trợ qua lại. Rồi kỹ thuật đồ đó rồi người ta tổng kết qua nhiều mùa vụ rồi anh em bài qua mà lại làm. Hỗ trợ như vậy thì mình nuôi với nó có cái động lực, với lại mình ít bị sai sót hơn. Đây, tiếp tục. Còn nó làm thấy mọi người quá chi là đẹp, quá chi là tuyệt vời ha. Mấy cái con mà có cái vết màu xanh này á, là lý do là nó bị mấy con kia nó cắn mọi người.
Rồi phải tha, phải tha thuốc lên, tha thuốc để cho những thuốc đó nó cay, vị cay mới con kia cắn vô thì nó bọt là nó sẽ không cắn nữa. Với dưới cái hai nữa là nó dễ là làm vết thương. Thì có một số con thì chuyện nuôi gần gần thì cái chuyện đó là tánh không khỏi rồi. Đây đây thì anh Hải anh chuẩn bị máng thức ăn đầy đủ hết rồi, nước nôi đâu, bồn nước này kia đâu đủ hết. Giờ vào đây thì nó thoải mái hơn cho sự phát triển của nó thôi chứ không gì. Nhanh ha, mới đây di chuyển thì xong rồi nè. Còn nhiều anh Lan? Còn mới phần nữa à? Diện tích của chuồng thì tùy cái khu đất của mình mà mình xây dựng diện tích chuồng ha. Thì giống như anh Thại, khu đất của anh Thại thì anh xây khoảng là gần 20 mét chiều dài và 5-6 mét chiều ngang. Tại vì đất của anh vuông. Đây là gà này là nuôi Tết nè, gà Tết rồi mọi người. Gà này là nuôi cho dịp Tết, Tết Nguyên Đán của mình á, kịp Tết. Nay cũng mùng 8 hả anh Lan? 8 mùng 8 rồi. Mùng 8 nay không biết đâu. 8 của ông tháng 9. Tháng 9. Mùng 8 tháng 9 mọi người. Mùng 8 tháng 9 của âm lịch. Lăng tăng lăng tăng. Rồi thì hôm nay cũng chia sẻ cái công việc lặt vặt mình thôi, việc một cái mẹo nhỏ trong nhà chăn nuôi mình thôi. Tôi chia sẻ đến quý bà con ha, rồi chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe.